Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, sau 30 năm tồn tại và phát triển qua 7 thế hệ, hơn 2,3 triệu chiếc Lexus ES đã được giao tới tay khách hàng trên toàn cầu. Kết quả này giúp nó trở thành dòng xe bán chạy thứ hai sau sản phẩm RX và có đóng góp quan trọng về mặt doanh số cho thương hiệu hạng sang Lexus. Tại Việt Nam, Lexus ES thế hệ thứ 7 được giới thiệu vào cuối năm 2018 duy nhất một phiên bản ES250. Một năm sau đó, Lexus Việt Nam quyết định bổ sung thêm phiên bản ES300H và bán ra thị trường dưới phiên bản 2020 với một vài thay đổi về ngoại thất và tiện nghi an toàn. Sau nhiều năm, Porsche trên mình dáng vẻ hiền lành và ít gây được sự chú ý thì đến thế hệ thứ 7, Lexus ES đã có màn lột xác ngoạn mục với ngoại hình mang phong cách táo bạo và thể thao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khách hàng nhắm tới chiếc xe này chủ yếu vẫn là những người trung niên, thích tận hưởng ở ghế sau hơn là thú vui cầm lái. Lexus ES 250 2020 giá bán có phần nhỉnh hơn các đối thủ, nhưng bù lại, người mua sẽ được tận hưởng một chiếc xe đầy ắp tiện nghi với mức độ an toàn bậc nhất phân khúc. Và chúng tôi tin rằng họ sẽ không phải thất vọng về sự lựa chọn của mình. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe Lexus ES 250 siêu lướt, chỉ với hơn 3.000 km, chiếc xe được đăng ký tên tư nhân. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá hơn 2 tỷ đồng, chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn! Mm-hmm.